Dịp 20 tháng 11 năm nay, Đại học Đông Á Đà Nẵng là cơ sở giáo dục ngoài công lập duy nhất tại Đà Nẵng được nhận cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2018. Đây là trường đại học đã chủ động kết nối hợp tác phát triển với các đối tác trong nước, đặc biệt là hợp tác với các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Singapore để phục vụ công tác đào tạo và tìm đầu ra việc làm cho sinh viên. Ngoài ra, 3 tập thể thuộc Đại học Đà Nẵng cũng nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích giáo dục đào tạo. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Thành ủy Đà Nẵng cũng đã đến chúc mừng, động viên tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Với tinh thần đổi mới giáo dục đang được cả xã hội quan tâm, dịp này chính quyền Đà Nẵng cũng